chào các bạn, mình tên là Hưng. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một kế hoạch đầu tư, một cái trang web mà dự án nó đưa ra một cái dự án đầu tư về việc thanh toán, giải pháp thanh toán sử dụng công nghệ ERC20, một cái kỹ thuật công nghệ mới sắp được áp dụng, đó chính là XRT. Như các bạn đã nhìn thấy là ở trên đây là giao diện chính của màn hình của trang web của XRT. Nó cho chúng ta thấy được ngay khi mà chúng ta nhìn vào nó là một cái khẩu hiệu giải pháp thanh toán này. Đưa ra một cái giải pháp thanh toán sử dụng công nghệ ERC20 này. Đó, đây là cái ví ETH của nó. Ký hiệu của nó trên sàn giao dịch sẽ là XRT. Tổng số lượng phát hành của nó là 500 triệu. Và chỉ còn 13 giờ nữa thôi, theo những cái đồng hồ đếm này là 13 giờ nữa thôi là nó sẽ phát hành ra cái lượng, một số lượng cái XRT này. Một XRT được bằng 0,00001325 ETH này cộng với 30% này. Đó, mức độ nó sẽ tăng dần này, cho khi đến khi nó đạt ngưỡng là 10 triệu trong cái đợt mua này. Đây, bạn có thể nhìn thấy, bạn có thể đọc thêm thông tin vào trong white paper của nó này, roadmap này, token này. Đây là các cái nhà liên kết với nó này, đánh những cái nhà đánh giá này, trang đánh giá này. Hầu hết các bạn có thể nhìn qua nó đánh giá là 4 đến 5 sao, tức là đây là một dự án rất là hay, có tính khả thi cao. Đây là các đợt pre-sale của nó này, cho đến ICO nó dự định này. Đó, cái đợt đầu tiên pre-sale với giá 1/1000 ETH này này, nó đã kết thúc rồi. Lúc đấy các bạn được bonus đến tận 50% này, 1 ETH coin. Đợt tới này này là vào ngày 11 tháng 7 này, nó sẽ bắt đầu bán này. Nó sẽ bắt đầu bán với giá tăng thêm khoảng tầm 25%. Nó, bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và kết thúc cái đợt bán này sẽ vào ngày 26 tháng 10 tháng 7 nhé. Tức là chỉ còn một ít nữa thôi, là chỉ còn 13 giờ nữa thôi là cái đợt này sẽ kết thúc. Và cái đợt tiếp theo nó sẽ là từ ngày 1 tháng 8 này. Roadmap của nó này, từ năm 2017 này, từng tháng, từng quý 1 này, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 nó có những cái gì. Đó, lý do của nó được đưa ra này, nó là tưởng tượng như là mình sẽ là nói về cái chuyện cái công nghiệp thực phẩm gì đấy. Các bạn có thể vào đây để bạn xem cái trang foundation của nó ấy. Optical video, optical này, nó hoạt động như thế nào này, nó dựa trên cái nền tảng của riêng nó này, sử dụng những cái thanh toán cho nhà hàng hoặc khách sạn này bằng việc sử dụng cái token XRT đó. Và đây cũng chính là một loại đồng tiền điện tử. Trong tương lai thì khiến cho mọi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn bằng việc là họ sẽ cung cấp cho một cái nền tảng sử dụng dễ dàng, nhanh và bảo mật, an toàn. Chúng ta sẽ được giới thiệu đến một cái ngành công nghiệp thực phẩm giống chưa bao giờ từng thấy. Đó, thông qua cái phần mềm của iOS hoặc là Android này, giúp cho người sử dụng này có thể có trải nghiệm về tốt hơn này, về cái công nghệ blockchain này. Và cái dựa trên cái nền công nghiệp cơ bản đó là những công nghiệp thực phẩm này. Đó, những cái đánh giá của họ về bảo mật, kể cánh cửa bảo mật này, hệ thống bảo mật của họ này, các coin này, hệ thống phân cấp này, những cái dữ liệu được bảo lưu trữ với tốc độ lớn này, dung lượng lớn này. Vậy thì đó chính là những cái điều mà mình nghĩ là nó rất là hay.
chỉ có ở trong XRP này. Đây số lượng bắt đầu bán này, thời lượng này, token này, đây là các biểu đồ này. Nhìn vào biểu đồ các bạn dễ dàng thấy được tổng số lượng ICO của nó là chiếm 66% này. Vậy là nó đa số là ICO 2/3 nó. Đó, ví ICO của nó này, đội ngũ này, các đội ngũ thành viên này được đi qua thôi, để mà các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin thì các bạn hãy vào đăng nhập ngay vào cái trang XRT Foundation này .org. Đội ngũ rất là đông và hung hãn. Đó, những cái trang liên kết với nó này. Đây là những cái công ty liên kết với nó này. Đây, các bạn có thể tham gia vào những cái trang chính thức của nó trên cái mạng xã hội để biết thêm thông tin nhất, đặc biệt là cái trang Telegram này hoặc là Facebook này. Nó sẽ cung cấp cho bạn rất là nhiều thứ. Ở đây các bạn có thể liên hệ với nó, thông tin qua nó, support các thứ này. Đó, white paper nó ở đây này, FAQ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video giới thiệu tổng quan của mình về XRT. Hy vọng là những thông tin trên sẽ có ích cho bạn. Cảm ơn các bạn.